Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với ô tô Sài Gòn. Ngay cạnh mình đây là Mercedes GLC 300 4MATIC được Mercedes Việt Nam nhập nguyên chiếc từ Đức về. Thì lần này mà các bạn cùng ô tô Sài Gòn cùng tìm hiểu xem bản nâng cấp Philip của GLC 300 kỳ này có những điểm gì mới mà ô tô Sài Gòn muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu. Cũng như thường lệ thì mời các bạn cùng mình khám phá một chút xíu về nội thất để xem GLC 300 4MATIC được này nó có những cái điểm gì khác biệt so với những đời trước. Về phần đầu xe thì chúng ta có thể nhìn thấy cái điểm nổi bật đầu tiên của bản nâng cấp Philip được này thì là cái lưới tản nhiệt được làm lại rất là đẹp so với những phiên bản tiền nhiệm nó được làm lại và với những cái logo to sang trọng mà được thiết kế ngay ở chính giữa này. Thì mình nghĩ đây là một cái nâng cấp đáng giá mà những cái bản trước, những cái phiên bản của Mercedes chẳng hạn thì nó đã có rồi. Thì nay đây là một bản nâng cấp nữa được áp lên chiếc GLC 300 này. Nhưng mà đây một cái điểm cũng chưa phải là hấp dẫn nhất, chúng ta phải kể đến là cái phần về đèn. Thì hiện tại GLC 300 nó được trang bị cái hệ thống đèn multi-beam. Và đây là một hệ thống đèn phải nói là công nghệ tiên tiến bậc nhất trên những cái dòng Mercedes hiện nay. Chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái hệ thống đèn multi-beam này. Nó gồm có 84 bóng LED được tích hợp trong hệ thống đèn này. Nó có thể soi xa cho đến tận hơn 600m và nó có thể len lỏi vào những ngõ ngách để chúng ta có thể đi đường quan sát được tốt hơn. Qua những cái cung đường mà tối thì chúng ta có thể thấy và nhìn được những cái vật thể di chuyển. Ngoài ra, công nghệ multi-beam đó, nó còn giúp cho những chiếc xe mà đi ngược chiều thì trên 84 bóng LED đó nó sẽ tắt đi một số vùng để cho những cái xe ngược chiều nó sẽ không bị chóa. Ngoài ra thì những cái biển báo giao thông ở trên đường nó cũng giúp cho người tài xế không bị chóa khi mà cái hệ thống đèn này chúng ta rọi vào. Chưa hết, một cái điều hết sức quan trọng nữa là khi có vật cản từ xa, người đi bộ chẳng hạn hoặc là người đi xe đạp chẳng hạn, thì cái hệ thống đèn multi-beam này nó sẽ hiển thị trên màn hình một cái điểm để chúng ta có thể lưu ý là ở phía trước có một cái vật cản. Nói về cái công nghệ multi-beam này thì nó rất là nhiều và chúng ta phải đến và trải nghiệm. Chứ bây giờ mình nói thì mọi người sẽ không có thể hình dung được như thế nào. Và đây mà một cái điều duy nhất nữa theo mình biết là hệ thống đèn này không độ được full LED chẳng hạn, thì hệ thống của GLC trước đã có được tích hợp rồi. Thì các bạn có thể đi độ và nâng cấp được. Riêng cái hệ thống đèn multi-beam này thì không bao giờ độ được. Đó là một điều hết sức là đáng giá khi mà GLC 300 4MATIC này được nâng cấp và được mà Mercedes-Benz nhập về. Đây là một gói trang bị ngoại thất. Kỳ này thì Mercedes nó có nhiều cái option cho mình chọn, cũng như đây một cái gói nine bucket với một cái viền đen ở cản dưới đây. Và chưa hết, chúng ta có thêm những cái cảm biến ở phía trước nữa. Và tất nhiên rồi, camera 360 được tích hợp chung quanh xe. Và đây là một trong những cái camera 360 được tích hợp trên chiếc GLC 300 lần này. Chúng ta đi về bên hông của GLC 300 lần này thì chúng ta có một cái bộ mâm thật là to. Thì một cái bản nâng cấp Philip lần này thì Mercedes sử dụng, GLC sử dụng cái bộ mâm 20 inch của AMG rất là to. Đây là cũng một chi tiết mà để chúng ta có thể phân biệt được khi mà trong thời gian tới thì GLC sẽ được lắp ráp trong nước và sẽ sử dụng bộ mâm 19 inch. Ở đây một cái chi tiết nhỏ để các bạn có thể phân biệt được là xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp ráp Việt Nam. Riêng bản thân mình thì cái mâm này thì nó cũng chưa có gọi là hợp lắm với tổng thể của chiếc xe. Mình nghĩ là cái mâm cũ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chỉ là một cái đẹp nhận định cá nhân thôi. Còn riêng các bạn thì các bạn thấy sao khi một bộ mâm 20 inch này được lắp trên chiếc GLC 300 lần này? Rồi, chúng ta sẽ đi về bên hông thì chúng ta sẽ có một cái thêm một cái bản, một cái chi tiết mới nữa trong cái gói này bác kiệt, đó là một cái gương được sơn đen rất là nhiều và cùng với cái viền xi nhan được tích hợp ở trên gương luôn. Thì đây là một cái gói trong này bác kiệt thì nó sẽ có gương đen nè,
cái bumper phía trước đen nè, phía sau đen nè, và toàn ở phía trên cũng là một cái dãy màu đen liền khối dài từ trước ra đằng sau. Thì đó một cái gói Naked mà chúng ta có thể thấy được GLC tích hợp này. Và thêm một cái chi tiết nữa thì chúng ta mời các bạn đi phía sau, thì một chi tiết nâng cấp nữa mà các bạn có thể thấy GLC 300 lần này được nhập khẩu nguyên chiếc, nó sẽ có những sự thay đổi. Bước về phía sau của chiếc GLC nâng cấp Philip lần này thì chúng ta tất nhiên rồi sẽ có logo GLC 300 ở đây và chữ 4Matic ở phía sau. Nhưng mà điều đáng chú ý mà chúng ta và mình muốn giới thiệu đến các bạn là một cái nâng cấp nhỏ nhỏ ở nằm ở cái phần đèn phía sau. Phiên bản trước thì nó có những cái đèn chạy dọc hai bên, nhưng lần này một bản nâng cấp mới, nâng cấp Philip lần này thì nó sẽ làm một cái dàn đèn lại. Thì riêng bản thân mình thì cảm thấy cái đèn này nó rất là hay, rất là đẹp luôn, đẹp hơn so với chiếc đèn trước rất là nhiều. Và cùng với 6, 3 với 4 cái bóng LED trên đây để tích hợp khi mà mình đập thắng á, thì cái đèn ở phía sau nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái điều đáng chú ý và điều mình muốn chia sẻ đến các bạn là cái đèn của hệ thống của mẹt ở phía sau á, nó làm cho cái người đi đường nó sẽ không bị chói, nó không bao giờ bị chói luôn. Gói Naked thì cái phần viền đen cũng được tích hợp ở phần phía sau luôn. Các bạn có thể thấy nguyên cái viền đen được chạy dài đen bóng nha, và đây có những cái đường guốc phía đồng học và hai cái oppo hai bên. Nhưng mà lần này thì điều cái nâng cấp thì chúng ta phải kể đến là dạng đèn thôi. Thêm một chi tiết nữa mà mình muốn nhắc lại đến tất cả các người dùng của dòng xe GLC 300 để cho các bạn có thể yên tâm hơn rất là nhiều khi mà các bạn có thể sở hữu những dòng xe nâng cấp GLC 300 2020 này, đó là GLC 300 2020 lần này nó được trang bị hệ thống lớp bình thường, không có phải sử dụng lớp của VinFast nữa. Chính vì vậy nên nó sẽ được trang bị cái lớp dự phòng ở đây để cho các bạn có thể an tâm hơn khi đi đường. Thật sự mà nói thì bản thân mình cũng vậy, thì mình đã chạy qua những cái dòng xe và sở hữu bánh VinFast và không có bánh dự phòng thì đi đường nó rất là sợ. Đường Việt Nam nó không phải như đường nước ngoài. Đường nước ngoài thì nó khác với đường Việt Nam rất là nhiều. Hệ thống đường Việt Nam mình thì tương đối là không ổn tí xíu nào. Chính vì vậy khi mà gặp những cái cung đường khó hay là mình lỡ như bị thủng lớp đi thì nó hết sức là nguy hiểm khi mà không có bánh dự phòng. Thì nay Mercedes GLC 300 4Matic được trang bị bánh dự phòng thì giúp cho người dùng sẽ an tâm hơn rất là nhiều. Đây là một cái bản nâng cấp nữa mà mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Để xem cấp vẫn sử dụng khung gầm đó, vẫn sử dụng cái body đó. Chính vì vậy nên cốp của GLC 300 lần này cũng không có nhiều thay đổi so với cái thế hệ trước. Nhưng mà cốp vẫn rất là rộng và rất là dài sâu ở bên trong để chúng ta có thể chứa được nhiều đồ hơn. Các bạn có thể đi chơi golf để có thể được 2-3 cái video bự ở đây nữa mà không hề mà sợ nó sẽ như thế nào. Cái phần cốp ở GLC này thì mình rất là thích tại vì nó rất là rộng. Mình ngồi ở trên đây các bạn sẽ thấy là dư sức qua cậu luôn. Đấy. Và có một cái tấm che ở bên đây. Thêm mấy cái nút gập điện để tích hợp để chúng ta có thể được gập bằng điện hết. Và thêm nữa, ở đây chúng ta có một cái hốc sạc được tích hợp, rồi đèn và hệ thống loa. Cấp xe của GLC mới là như vậy thì cũng không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Bây giờ phần ngoại thất xong rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần nội thất xem cái GLC 300 4Matic lần này, những bản nâng cấp Philip nó có những cái gì mới mà mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn. Rồi, khi chúng ta bước vào khoang nội thất thì GLC 300 lần này chúng ta sẽ có một cái vô lăng hoàn toàn mới, một cái vô lăng của AMG được làm mới rất là nhiều. Chúng ta sẽ có bột da vẫn như xưa, vẫn bột da như vậy trên những cái dòng xe khác. C và S cũng có những vô lăng như thế này. Và nó có thêm những cái tính năng mới như là Touch Control. Thì đợt trước mình cũng đã có giới thiệu chiếc C300 nó cũng có hệ thống Touch Control rồi. Thì trên GLC 300 4Matic lần này cũng có được tích hợp hệ thống nút y chang như vậy. Nó cũng có nút Home nè, vẫn có Touch Control nè,
để chúng ta có touch control bên phải thì để điều khiển những cái thông tin giải trí ở bên phải, radio, nhạc hay là điện thoại. Touch control bên trái thì chúng ta có thể di chuyển để có thể điều khiển được cái màn hình ở bên trong cái hệ thống màn hình đồng hồ digital 7 inch này. Chúng ta có một độ phân giải rất là cao. Chúng ta có thêm cái cruise control để set ở ngay góc bên trái của cái vô lăng. Và vô lăng kỳ này thì chúng ta có thể được một số người dùng khó tính ở khi mà sử dụng cái dòng GLC rồi thì bây giờ sẽ rất là thích khi mà có lẫy chuyển số ở trên vô lăng luôn. Tới bị cửa thì chúng ta không có nhiều sự thay đổi, cũng có nhớ ghế, chỉnh ghế, điểm ghế, và kèm đến đó thì có cái hệ thống loa Flumeter 16 loa được tích hợp ở trên mẹt. Thì trên dòng mẹt thì tất cả các dòng mẹt này trước giờ thì đều đã tích hợp cái hệ thống loa âm thanh loa rồi. Các bạn có thể thưởng thức cái hệ thống âm thanh loa tiên tiến và mang lại cái chất âm mà người dùng mẹt rất là thích. Kế đến thì chúng ta có cái một cái điểm nâng cấp nhẹ nữa ở phần này, có một cái màn hình giải trí nhỏ nhỏ 7 inch. Nó không có lớn so với người dùng sẽ mong đợi. Những cái dòng mẹt khác chúng ta sẽ có một màn hình 12.5 inch rất là to để chúng ta có thể trải nghiệm được những cái thông tin giải trí đầy đủ hết được thể hiện trên màn hình này. Nhưng mà điều đặc biệt là hệ thống màn hình trên mẹt lúc nào cũng nét, lúc nào nó cũng cho chúng ta một cái cảm giác như là sang trọng, cao cấp. Nó không có làm chúng ta khiêm nhàm chán. Nhưng mà rất tiếc là bản GLC 300 lần này nó vẫn giữ cái màn hình nhỏ nhỏ, nó không có mang lên cái nâng cấp một cái màn hình to hơn để chúng ta có thể những trải nghiệm tốt hơn. Nhưng mà các bạn yên tâm, cái hệ thống màn hình này chúng ta có thể nâng cấp được nếu mà các bạn thích. Hoặc là các bạn có thể đợi các bạn lắp ráp trong nước thì có thể các bạn sẽ có được cái màn hình to hơn. Nhưng mà lưu ý một lần nữa là hệ thống đèn multi-beam không thể bao giờ được nâng cấp được. Rồi, kế đến thì chúng ta có những cái hốc lạnh giống như những ống xả của máy bay như vậy. Đây là cái hệ thống một cái kiểu thiết kế hình thác nước mà được mẹt áp dụng trên tất cả các dòng trước đây. Và đây là gấu xoài. Các bạn có thể rất là yên tâm, không có để lại vân tay khi mà bạn sờ. Và ở dưới đây chúng ta có thêm một cái hốc, hai cái hốc để ly nhỏ nhỏ, cùng với là được tích hợp cái cổng Type-C để chúng ta có thể sạc. Đây là một cái nâng cấp nữa mà khi chúng ta có thêm một cái sạc không dây để chúng ta có thể để điện thoại trong đây nè. Mình có thể để điện thoại trong đây hết sức gọn gàng. Đó, hệ thống sạc được bật và chúng ta có thể đậy nắp lại thì nó mang lại cái không gian ở trong đây chúng ta nó gọn gàng rất là nhiều. Còn không thì chúng ta có thể để những hốc đi trên đây. Phía dưới này chúng ta có thêm một cái trackpad rất là to, khác với những dòng trước, và chạm nó rất là phản hồi. Đó, có thể điều khiển được cái hệ thống giải trí ở trên cái màn hình này. Kế đến chúng ta có volume, rồi có những cái 5 cái tùy chọn và 5 cái chế độ lái khác nhau, giống như individual, sport cộng, sport, comfort và chế độ tiết kiệm nhất là eco, có thể điều khiển ở trên đây, hoặc là sử dụng touchpad để có thể tùy chỉnh qua lại được. Các bạn có thể chọn được những cái ứng dụng, những cái thông tin giải trí, nghe nhạc và radio. Chưa kể đó, chúng ta có thêm một cái chức năng được tích hợp nút bấm cơ ngay chỗ này là dừng tắt động cơ khi mà chúng ta có thể dừng đèn đỏ. Rồi, đó là những cái nâng cấp nhẹ nhẹ mà ở cái bản GLC 300 Formatic 2020 lần này được nhập khẩu nguyên chiếc mà mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Thì ngoài ra thì phiên bản nhập khẩu từ Đức này nó cũng có những cái hệ thống an toàn cơ bản, những cái túi khí, và cùng với đó là những cái giống như là cruise control. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có được trang bị cái hệ thống cảnh báo va chạm trước, hoặc là hệ thống cảnh báo va chạm sớm. Vì một số thông tin mình nắm được thì cái hệ thống radar ở Việt Nam mình đó, nó gặp một số vấn đề, thành ra nó sẽ không an toàn khi mà được áp dụng. Chính vì vậy thì cái hệ thống của GLC này chúng ta sẽ thiếu đi những cái chức năng đó. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống hỗ trợ đậu xe Active Assist Parking, thì để cho chúng ta có thể giúp mình đổ xe vô những cái bãi xe nó an toàn hơn.
và bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Cùng với hệ thống camera 360, mình có thể chọn cái hệ thống camera 360 ở trên đây, được hiển thị trên màn hình 7 inch này. Chúng ta có thể chọn được rất là nhiều cái góc hiển thị. Đấy, bên hông 360 bao quát hết, trước sau đủ hết để cho các bạn có thể quan sát hết trên khi mà mình đi đường. Thật sự mà nói thì trên cái đường Việt Nam này thì được trang bị hệ thống nào là cảm biến, nào là camera 360 như vậy thì giúp cho mình lái xe an toàn và tự tin hơn rất là nhiều. Ở phía trên đây thì chúng ta có cái cửa sổ trời panorama rất là dài từ trước tới sau để cho người dùng có thể ngồi và trải nghiệm, mà cho chúng ta có một cái không gian nó bao quát hơn rất là nhiều. Chưa hết thì ở trên Mercedes này chúng ta có được trang bị cái hệ thống âm thanh giải trí MBUX, là một hệ thống điều khiển bằng giọng nói có thể tích hợp ở trên đây. Nhưng mà đây là cái bản MBUX mà chúng ta có thể trải nghiệm bằng tiếng Anh thôi, chứ không có thể trải nghiệm bằng tiếng Việt. Thì mong rằng trong tương lai chắc cũng hơi xa để có thể trải nghiệm bằng tiếng Việt, nhưng bây giờ mình có thể thử được cái tính năng MBUX của Mercedes. Hey Mercedes. Và chưa hết thì chúng ta có những cái cổng kết nối NFC, chúng ta có Apple CarPlay và Auto Android. Nó có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn khi mà có thể nhận vật là hủy cuộc gọi khi mà chúng ta đang lái xe, hoặc là sử dụng map để chúng ta có thể tìm đường. Bây giờ mình sẽ đi vào cái hàng ghế thứ hai để xem cái bản nâng cấp GLC 300 lần này nó có những cái thay đổi gì hay không. Rồi, khi mà chúng ta bước hàng ghế sau, hàng ghế thứ hai của GLC 300 bản nâng cấp Philips 2020 lần này, thì điều của mình thấy thứ nhất là mình sẽ không có gì thay đổi. Tất nhiên rồi, chiều dài cơ sở vẫn như vậy, nó không có nhiều thay đổi khi mà chúng ta ngồi hàng ghế thứ hai. Thì cửa sổ trời panorama thì kéo dài từ trước lên phía sau, và ở đây có hai cái hộc gió nữa. Rồi ở đây chúng ta lại thêm những cái ngõ sạc tổ thuốc nè, có thêm hai cái ngõ UPC nữa. Và ở đây chúng ta lại có thêm một cái bệ tì tay như là những cái dòng mẹt trước thôi, không có nhiều sự thay đổi lắm. Bệ tì tay ở trong đây sẽ không có những hốc đựng tủ hay gì đâu. Và ở đây chúng ta có thêm một cái chuẩn ISOFIX để gài cái những cái ghế dành cho trẻ em khi mà trẻ em ngồi ở phía sau. Quan sát thì chúng ta khi mà ngồi hàng ghế thứ hai thì sẽ không có nhiều sự thay đổi nhiều. Chính vì vậy khi mà các bạn sở hữu những cái tính năng mới trên những cái nâng cấp mới trên dòng mẹt GLC 300 Formatic này thì sẽ có những cái nâng cấp về tính năng công nghệ, thêm những cái tính năng an toàn nữa. Vừa rồi là mình đã đề cập cho các bạn có thể biết một số tính năng được nâng cấp trên GLC 300 2020 lần này. Đó là một số nâng cấp mà trên bản Philips nó sẽ có để cho các bạn có thể trải nghiệm. Ngoài ra thì bản nhập khẩu GLC 300 Formatic lần này có giá 2 tỷ 559 triệu. Nó hơi cao một tí xíu so với những cái dòng được lắp ráp trong nước. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ có được những cái trang bị, và đó là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Chúng ta có thêm những cái đến 6 màu tùy chọn ở phần ngoại thất và 3 màu tùy chọn ở phần nội thất. Thì các bạn có thể nghĩ sao khi mà mức giá xe nhập khẩu như thế này, để cho các bạn có thể để lại một comment hoặc là một like video. Bạn có thể comment để xem những cái tính năng và với mức giá như vậy thì các bạn có những cái nhận xét gì khi mà dòng xe GLC được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Mong rằng lần sau mình sẽ có những cái cơ hội để mình trải nghiệm và lái trên chiếc GLC 300 Formatic lần sau, để cho các bạn có thể có một những cái đánh giá thiết thực hơn khi mà mình có thể trải nghiệm một trong một thời gian dài, mình có thể lái trên đường, để cho các bạn có thể có được những thông tin chính xác hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem video, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.